tấn công giúp bạn thắng được trận đấu, nhưng phòng thủ mới mang đến danh hiệu cho bạn. Có thể với những tín đồ yêu thích bóng đá đẹp, câu nói trên chỉ như một sự bám víu vớ vẩn của những người muốn bóp chết tinh hoa trong giới túc cầu. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, cách tấn công hiệu quả nhất chính là phòng ngự. Trước khi muốn ghi bàn để giành chiến thắng, thì trước tiên hãy giữ sạch mành lưới cái đã. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha cứu thua đẳng cấp của các ngôi sao sân cỏ để cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy nha. Bellerin quá nhanh, xứng đáng với vị thế của một cầu thủ chạy nhanh nhất Premier League. Nhìn lại màn bứt tốc để mà lùi về của cầu thủ này quả thật đáng nể. Bên cạnh tốc độ, Bellerin còn có cả nỗ lực thi đấu tuyệt vời, không buông xuôi, dù anh ở vị trí vô cùng bất lợi. Nhưng Swansea cũng đã phung phí một cơ hội quá ngon ăn, khó có thể tưởng tượng nổi một tiền đạo đã khẳng định được tên tuổi như Gomez lại có thể xử lý nghiệp dư như một cầu thủ mới học chơi bóng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vậy mà vẫn phá bóng thanh thản quá hà thanh niên. Cái thần thái này xứng đáng nhận điểm 10 đó. Biết sức mạnh của tình bạn chưa? Thủ môn rời khung thành thì vẫn còn đó cả đội sẵn sàng bảo vệ mành lưới nha. Tuy anh bạn gác đền không mạnh, thế nhưng được cái đồng đội anh đông. Khi bạn nghĩ rằng việc mình loại bỏ thủ môn bên kia thì sẽ nắm chắc bàn thắng trong tay. Ấy nhưng mà Hoffman hãy chờ đã, đối thủ vẫn còn người mà. Làm sao họ có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được? Tấn công giúp bạn thắng được trận đấu, nhưng phòng thủ mới mang đến danh hiệu cho bạn. Dalot bây giờ khác lắm, xoạc cả hai chân nhưng mà vẫn trúng phóc trái bóng. Ác hẳn Cristiano Ronaldo cũng hài lòng với pha cứu thua đỉnh cao của người đàn em đồng hương. Đúng vậy, bóng chưa hề qua vạch vôi đâu những người anh em áo trắng. Cũng đáng tiếc ha, chỉ một tích tắc nữa thôi là có bàn rồi. Trách cái ông hậu vệ cứu thua tiếng quá, anh em đỡ không nổi. Và đó chính là Thiago Silva. Vâng, kinh nghiệm cộng phản xạ thần thánh đã giúp cho anh già cứu nguy cho Chelsea một bàn thua trông thấy. Chần chừ như vậy là dở rồi, tầm này mọi thứ đều phải triển khai khẩn trương thì mới ăn được chứ. Bạn làm ẩu quá, người ta cản phá hết trơn rồi. Sống năm nay hơn 30 tuổi rồi, chưa bao giờ tôi thấy pha phá bóng nào ảo như thế này cả. Bị ngã rồi nhưng mà Moreno vẫn tiện đà đá quả bóng khi mà chân đã chổng thẳng lên trời. Ảo thật đấy. Trong tình huống này, bạn không thể xuyên phá được mành lưới của Galatasaray. Bởi vì trước khung thành đội bóng này đã dựng một bức tường thành kiên cố. Anh em dù có ngã cũng đồng lòng cản phá như này thì làm sao mà đối thủ ghi bàn được. Bỏ qua mấy vụ lùm xùm bên ngoài đi, hãy xem Kusuma phòng ngự đây, thật là ấn tượng quá đi. Ôm chân cũng không thay đổi được gì đâu Nkunku, không có penalty cho anh bạn đâu nha, chúc may mắn lần sau. Kể cả có là phòng thủ thì chơi bóng bằng cái đầu vẫn hơn. Không tin sao, hãy nhìn cách Virgil van Dijk đứng yên cũng cản phá được đường bóng nguy hiểm nè. Quả này không dùng đầu thì dùng gì đây anh em?
tốc độ của Kyle Walker trong pha bóng này thật sự kinh khủng. Ngạc nhiên chưa Pulisic? Mà thôi đừng ngạc nhiên làm gì, hậu vệ hàng đầu của Man City đã ra tay mà lại. Ồ thế lại là Nkunku à? Công nhận tiền vệ người Pháp trong video ngày hôm nay nhỏ thật. Nhưng biết sao bây giờ, gặp toàn hàng tuyển thì sao mà đỡ. Thôi làm ơn đi, soạt một quả đã tê tái hết cả chân rồi. Đằng này lại xiên đôi hả anh dài? Tính cho đội bạn không thở được mới vừa lòng sao? Ông anh hay lắm. Thôi thôi đừng cản nữa Tottenham. Nói thật, Pedro đang điên lắm rồi đấy. Vừa soạt bóng xong đã đứng dậy quẩy lửa cái gì gắt thế không biết. Không thể cản bước được Pedro Gemmi nhà, ảo thật đấy. Bất ngờ chưa ông già, Koulibaly mà đã soạt bóng rồi nha. Thì chỉ có xác định là nôn bóng ra sớm, không là què giò luôn nghe chưa. Như Castrati là làm tốt công việc diễn viên rồi đấy. Về chỗ đi anh dài, xin xỏ gì nữa. Ai là người xứng đáng nhất cho danh hiệu quỷ đầu đàn tại Man United vậy anh em? À thì ngoài Wayne Rooney ra thì còn ai xứng đáng hơn nữa? Phá bóng đến độ phi cả thân mình vào cột thế này, ý chí của người thủ lĩnh bất khuất ấy giờ đang ở đâu tại nhà hát của những giấc mơ vậy? Giờ toàn thấy nghệ sĩ thôi Rooney à. Phá bóng nhưng mà đồng thời lại tạo ra bàn thắng thì xứng đáng là pha cứu thua của năm rồi đấy. Ô kìa, tự nhiên lại được điền tên mình lên bảng tỷ số à, thật là không thể tin nổi. Mà cái ông thủ môn kia có mang reaction gì mà trông vui nhộn vậy, giữ cái ý tứ lại giùm cái coi. Vừa rồi là những pha cứu thua khó tin của các ngôi sao bóng đá, khiến cho màn lưới đội nhà trở nên bất khả xâm phạm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.